Xin kính chào quý vị thân mến. Như các bác cũng đã biết thì thời gian vừa qua thì anh em chúng cháu cũng đã hoàn thiện chỗ khu nhà của cháu Trả lớp 3 mồ côi cũng như là gia đình của nhà em già rồi. Và hiện tại thì với công trình của nhà cháu Trả ấy, thì cũng đã xong hoàn toàn, từ mua những cái đồ nội thất này và toàn bộ những cái khác thì cũng đã xong. Thì riêng của nhà em già ấy, thì hiện tại vẫn còn những cái khoản quỹ của các cô bác có gửi đến để mua giường này, mua tủ này cũng như là mua những đồ nội thất trong gia đình thì hiện tại vẫn chưa mua được. Thì ngày hôm nay em Dương vào đây để tiện là cũng có nhắn em già xem là hôm nào em lấy tính là lên nhà mới thì để còn tiện là đi mua đồ luôn, để cho em cũng cho mua đồ lên nhà mới luôn. Vì bây giờ thứ nhất là mua đồ cũng khá là nhiều, cũng có cái khoản quỹ của các cô bác cũng có gửi, để gửi đến để mua tủ, mua giường, mua bát đũa. Đấy, thì cái khoản tiền đấy nếu như mà bây giờ mà chuyển bằng xe máy thì nó khó. Còn nếu mà chuyển bằng ô tô thì lại mất tương đối là nhiều tiền các bác ạ. Cước xe từ ở ngoài kia ra vào đến đây thì tùy từng xe và tùy từng lượng đồ của mình khác nhau. Có những chuyến người ta đòi hơn 1 triệu, có những chuyến thì nó cũng mấy trăm nghìn. Đấy, thì nó cũng tùy thôi các bác ạ. Đấy thì với cái số tiền đấy thì nếu như mà mình tự chở bằng xe máy được thì nó sẽ giảm bớt được cái số tiền hơn là mình chuyển bằng ô tô. Có thể là mình nếu như mình thấy thì mình sẽ tiết kiệm được, thay vì mình đổ vài lít xăng vào xe máy của mình thì mình có thể là tiết kiệm được số tiền đấy để trang trải những cái vật dụng khác hoặc là để mua sữa cho con chẳng hạn. Đấy, thì hôm nay em Dương ở đây để trao đổi với em già về qua cái vấn đề đấy. Vì đây đấy, em già thì cũng được các cô bác cũng hỗ trợ tiền là mua xe cho rồi, thì em cũng có xe máy rồi thì vận chuyển dễ, nhưng mà trong trường hợp cần thiết thì anh em đội team trường cháu thì cũng có hỗ trợ em đấy một hai xe, vì là em Dương cũng một xe này, Vi Thư Già một xe này. Đấy, không biết là ở đây là bên nhà mới à? Ồ, thế đầu lấp ló đây rồi. Đây rồi. Hello em. Hello anh. Ấy giả đang lau nhà. Ôi, nhà mới xịn sò thế. Lấy nước ở đâu ra lau đấy? Hả? Lấy nước ở đâu ra lau ấy? Lấy nước sinh hoạt. Ở trong hả? Nước ở trong thùng chưa? Ồ, lau phải, anh bảo lau cái này. Bây giờ phải bỏ dép rồi. Lau phải lau từ trên này xuống chứ. Em lau ở ngoài kia thì lau phải lau ở bên trong, trong này thì mình lùi ra thì trong này khô thì ra mới ra, lúc này kia mình không đi lại mới bẩn chứ. Đúng không? Rồi nhà xịn nhà. Mùa hè này bây giờ nằm ở đây mát rồi nhỉ. Vẫn chưa chọn được ngày lên nhà mới hả già? Chọn rồi. Hả? Hả? Hôm nay vào rồi. Hôm nay vào rồi á? Lấy quả áo về mới. Từ từ. Được rồi, từ. Cài cái quần áo vào xem nào. Không đi khoe body à. Được rồi. Như nào? Lấy quả áo về, lấy ba đũa về rồi. À, lấy quần áo ba đũa về rồi. Đây hả? Ôi. Ba đũa để trong này à? Sao bụi bẩn ướn hết lên này? Tí nữa rửa xong. Tí nữa rửa. Thế quần áo ba đũa là cũng chuyển về đây hết rồi đấy. Quần áo chuyển về hai được hai bao. Đây. Quần áo của em già đây. Bây giờ chưa có tủ thì đã tạm thời để thế đã nhỉ. Vâng. Em bây giờ em phải lấy nước để lau sạch đi, nó đỡ cái mùi si. Vâng. Ừ, mùi si nữa. Còn giường thì ở bên này. Nhưng mà anh ạ, à, em thấy anh là cái ở trên này thì mình vắt như thế này thì nó rơi vào dưới này với lau lay lay á. Hả? Cái này nó rơi vào. Cái này rơi vào á? À. Thì mới phải ấy chứ, mới phải lau dọn thường xuyên chứ. Đúng rồi. Đấy, bởi vì là mình không chát được thì thế thôi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Còn đây, bên này thì giường của em già. Đây này, thì thời gian vừa qua thì sau khi hoàn thiện nhà xong thì em già cũng có dọn nhà về đây ở rồi các bác đây. Đấy. Đây giá anh bảo này. Vâng. Bây giờ hiện tại là vẫn còn một phòng là chưa có giường ngủ. Vâng. Thì có cái chết đấy. Như những cái thước phim trước thì ở những đợt trước ấy thì anh cũng có thông báo với em là ở đây có hai cái khoản quỹ của anh Trịnh Thanh Hà có gửi tiền về giúp đỡ cho em mua đồ nội thất trong nhà này, cũng như là của cô Đặng Thị Trần Thi giúp em
chát nhà đấy, à nhầm, à, láng nền nhà, là ốp lát nền nhà đấy. Thì bây giờ hiện tại là cái số tiền để trong cái khoản hai cái quỹ đấy thì anh Trịnh Thanh Hà cũng như là cô Đặng Thị Trần Thi thì cũng có một cái khoản riêng để giúp đỡ cho em là mua đồ nội thất. Thì bây giờ đang tính toán là xem bao giờ để mua cho em được, để còn mua cho em, và tính toán là xem là mình sẽ chuyển bằng xe máy hay như nào em, bởi vì đây tương đối là nhiều, hay là chuyển bằng ô tô cho thẳng vào đây luôn. Đây của cô Đặng Chị Trần Thi, Trần Thi thì riêng cái tiền ốp lát thì nhà là đã hết rồi nhá. Thì có cái 4 triệu để mua tủ nhôm này, quần tủ nhôm để quần áo và mua xong nồi bát đũa đấy. Đấy còn của anh Trịnh Thanh Hà thì là trước là có cái 4 triệu là giúp đỡ cho vợ em để mà vợ em đi đẻ đấy. Còn nhớ không? Nhớ. Đấy còn còn lại số tiền là đâu nhỉ? 8 triệu. 8 triệu. Còn 8 triệu thì để mua giường này. Đây. Hỗ trợ vừa ra đi để là 1 triệu. Mua nước để xây nhà, tét nước, một bộ giường 1m6 và chăn ca màn. Đấy. Thì mua một cái, à đúng rồi, còn thêm cái tét nước và cũng như là mua giường nữa. Vâng. Đấy thì em xem tính toán như nào. Em thanh toán là thế là hay là vẫn thuê ô tô trở vào? Xe máy thì 3-4 triệu không hết nữa. Xe máy chắc chắn là như thế rồi. Thế thì lại ô tô rồi. Lại ô tô thì mất tiền. Đúng. Thì mất tiền, với ô tô thì bình thường trước có những chuyến là về đây tầm 1 triệu liền đấy. Đúng rồi. Xe em bị bê kia rồi. Hả? Làm sao? Xe bị rơi vực á? Hả? Em buộc mới để à? Vâng. Ô từ từ thôi. Bị treo cổ à? Vâng, treo cổ thôi. Ô sao lại không thả nó ra? Từ từ thôi. Ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Ui ôi, đá xuống chân đau quá. Nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Được chưa? Được rồi. Ô, đá bất thần. Hả? Thả cổ ra đi. Bị mắc treo cổ à? Mắc treo cổ à? Thả dây ra chứ. Ui. À, mệt đứt cả hơi. Thả nó ra đi. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ không hộ chăn à? Mẹ không hộ chăn. Là vì ngã. Đây này. Mồm dính hết toàn đất rồi này. Vì ở đây toàn vách đá, vách núi của bác. Nên là rất là dễ hay bị rơi vách lắm. Rơi vách một phát xuống là không nhanh là bị treo cổ là tùa đấy nhỉ. Trước là bị rơi một lần rồi đúng không? Hồi trước có bên kia nó bị rơi. Rơi ở chỗ nào? Có kia thì bị rơi ở chỗ mẹ em là sau. À chỗ đằng sau, chỗ nhà mẹ em sang bên kia à? Vâng. Cô bác à, bởi vì là chỗ khu nhà của em già ở đây, cô bác nhìn thấy xung quanh đây toàn là đồi núi đá, những cái vách núi rất là cao. Nên là
Cứ mà sơ sẩy một cái là rơi vách núi rồi là hay là bị rơi xuống hố ấy, nhiều lắm. Ở đây người ta chưa trồng ngô à, bên kia kìa Chỗ này không chơi trồng ngon này. chưa trồng đâu gì, vẫn thả dây được đúng không? Mày thế, đây là cái chỗ nương ngô và vị trí là tập kết vật liệu của nhà cháu trả cũng như là nhà em ra đây. Bên này mấy hôm trước vừa mới trồng, bây giờ đã mọc rồi các bạn. Đây, ngô đã mọc rồi. Ôi dồi ôi. Em chào hai chị nhá, đi đâu về say rượu đây hả? Mua từ lọt có chơi nhá gì nào hả? Say rượu à? Không xấu hổ à? Nhưng mà đi đâu về mà say rượu như thế, đi không vững luôn rồi. Đi làm à? Đi làm kiểu gì mà uống rượu say bí tỉ thế này hả? Mua mua bó từ này à? Đi bón phân, vừa bón phân vừa uống rượu phải không? Nhà chị ở đâu hả? À, chủ lùng chết à? Ôi rồi đi đi không vững luôn. Chị đi không vững luôn à? Xấu hổ thì em không chụp á? Đâu có, em có quay phim đâu. Nhưng mà càng say rượu nhìn càng má hồng hồng, càng xinh gái hơn. Ấy tí gái nha, càng gái nha. Không, 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 em có quay phim đâu mà. Em không quay phim đâu mà. Đúng là say rượu thật. Uống bao nhiêu chai rồi? Hả? Em uống rượu cùng chị á? Được, em đi mua rượu không, em về uống rượu uống với chị nhá. Bắt tay đi. Hả? Bắt tay nhá. Nhá. Em uống rượu, nhưng mà chị uống được bao nhiêu chai? Chị uống được bao nhiêu chai? Ba chai. Hả? Ba chai. Ba chai luôn đi. Ba chai. Thế nhưng mà hôm nay đi đi làm là uống bao nhiêu chai rồi? Hai chai rồi. Hai chai rồi. Uống giỏi nha. Ô em chịu, ô uống không được ô. Nhưng mà bây giờ chị uống rượu say này, tí nữa đi đi như này tí công an bắt nhá. Nhưng mà không phải là đi xe đi bộ mà. À, hả? Em 30 tuổi rồi. Vâng. Chị bao nhiêu tuổi? 28. 28 à? À chị có chồng chưa? Hai con rồi. Hai con to nhỏ à? Say rượu quá rồi, đi đi bón phân ngô. Thôi chào các chị nhá, để lúc nào tỉnh rượu em uống rượu với các chị nhá. Ok. Bye cái nào. Bye. Bye cái. Bye. Đi đi không vững rồi. Cái là đảo kìa. Ở đây thật sự là các bác cũng không trách bà con được. Vì là bà con là như thế này, cứ chén rượu chén chè thì mới gọi là nói được câu chuyện. Là thời gian này thì bà con cũng là vào cái thời gian mà bà con hay đi trồng ngô, thì các chị gái ấy cũng là những người gọi là lao động chính trong những công việc này. Thứ nhất là gùi này, mang vác phân đi lên nương để trồng lên những cây ngô như thế này đây. Đấy. Mà phải nói là cái cây ngô thì cũng là một trong những loại cây phù hợp nhất với cái điều kiện khí hậu cũng như là thổ nhưỡng đất của bà con ở đây. Nên là, và mặc dù là với cái thời gian qua thì cũng trời cũng khô cằn, không không có một giọt mưa nào, nhưng mà bà con khi mà gieo trồng lên đây thì cây ngô vẫn có thể mọc được như thế này, gọi là kiên cường như đồng bào ở trên vùng cao nguyên đá này luôn cô bác. Nên là cũng dễ hiểu tại sao là cây ngô cũng là ngô là nguồn lương thực chính của bà con ở trên vùng cao, vì không còn một cái loại cây lương thực nào để phù hợp hơn là cây ngô này cả. Còn những nơi mà những nơi là bằng này, có nước này thì vẫn có, nhưng mà tuy nhiên này những nơi đấy thì nó khá là hiếm, vì ở mỗi địa phương khác nhau thì địa hình thì nó cũng khác nhau ấy các bác. Đây các bác này. Hồi nãy em ngã ở đây. Nãy em hỏng mấy hỏng mấy cây ngô rồi, chết rồi. Cái này của nhà nào đây? Nhà mẹ. Của nhà mẹ à? Sửa cây ngô cho mẹ đi, xong là trồng lại cho mẹ đi. Vâng. Ôi rồi. Vì là
Dê là cũng cái con vật mà bây giờ có cái tài sản quý giá nhất của em già ấy các bác. Mà nếu mà anh em không nhanh chân đi thì cũng sợ nó tùa. Đúng rồi. Phải như thế nên là em già có được mệnh danh là chúa hậu đậu. Không? Nên mặt này. Ôi rồi lấm lem hết này này. Tí nữa đi rửa mặt xong tối tắm rửa đi. Thật thì đó em đi giữ vợ vừa đâm cũng có về làm ấy nhỉ. Làm gì? Không biết vừa đâm cống củ đi đốt đấy. Vợ lấy củi á? Vâng. Thế nhá mỏ một chỗ mà cứu mỏ cứu nha. Sao vợ đã đầy tháng đâu mà làm việc rồi à? Không, em chân cho nó làm nhưng mà nó bảo là nhiều ít người nó tự làm thôi. À, ít người thì không có ai giúp làm thì tự làm nữa đúng không? Vâng. Mẹ lại đi uống rượu à? Hay là đi đâu? Mẹ em đi bà ngoại mẹ rồi. Bà ngoại của mẹ, mẹ của mẹ đúng không? Đúng rồi. Ô bà ngoại của em vẫn vẫn còn à? À, vẫn còn mà. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà kia chắc là tầm 70 80 á. 70 80 rồi á. Vâng. À, mẹ suốt ngày rượu chè không giúp được cái gì cả. Vâng. Cứ hai vợ chồng chịu khó cố gắng thôi. Bây giờ con nhỏ nữa. Vâng. Nhà cửa thì các ông bà cũng giúp cho như thế rồi. Vâng. Tốt xấu như thế nào thì bây giờ cũng có căn nhà để ở. vâng Thì em theo thì em chẳng theo bén gan hả? hay con chưa có bén gan. Không, chưa có bếp gà thì mai tự kiếm tiền để sắm sửa chứ Đúng rồi. đúng không? Đúng. Cái à vợ lấy cái củi này à? Vâng. Cái này chả phải là cái trước em làm cái lán kia đúng không? Đúng rồi. Bây giờ không 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 dùng đến à, dỡ cái lán đi, bây giờ ở nhà mới thì dùng củi Cái này này luôn phải rồi đúng không? đi làm chuồng chuồng gà ấy. Cái chỗ mà em làm cái chuồng kia là cũng lấy từ chỗ này đi à? Lấy chỗ Ra cái này này. Mấy cái xô mà ấy này này. Để trồng hậu hành ấy. hả Để trồng hành ấy. à, trồng hành á Ừ. à, trồng hành trồng tỏi này Đúng rồi. Không vứt đi làm gì. Tận dụng cái đề luôn. tài đây nhỉ. Ừ, để đấy. Mai bây giờ đang có hiên nhà đẹp thì mai trồng hành trồng ấy tỏi ở trước cửa Vâng. nhà. Ôi dồi ôi. Ông này. Rửa tay cho con đi em. Hả? Cái này. Đi vơ xì đâu này. Ôi dồi. Ông nói gì? Hả? Không Ô. mà chế ở đây cho tôi nhé. Rửa 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 tay cho con đi. Trời ơi. May không cho vào mồm ấy. Hả? Này, tỏi dính toàn xì kìa. Dưới ở đây này. Mưa. Đây là gai gãi đầu này. Dính Hả? như thế này. Trời ơi. Nó nè. Quá chỉ tu. Hả? Tao đi. Tao đi nào. Tao đi nào. Tao đi nào. Không chịu bỏ. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy. Cũng quậy phá lắm ấy. Thời gian này đang nhiễu của bác. Nên đang nhiễu vì là chắc là cũng như kiểu tị với em. Tị với em thì bây giờ mẹ là thành dình thời gian cho em nhiều hơn. Là hay hay rất là hay hay quấy. Mà bạn này có một điều là bạn này mẹ mang bầu được 9 tháng rồi vẫn còn ăn ti. Đúng không Đúng rồi. Đấy. Đấy rửa cả mặt của bố luôn đi, mặt của mà có bố thì không quan trọng, quan trọng thì con thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải làm tất cả vì con đúng không? Đúng rồi. Được. Thế mới là bố chứ. Đi dép cho con đi. Ồ thằng này. Chưa có dép. Sao thì chưa có dép chứ, cô bác có gửi về cho cái này. Nhưng mà to to. Nó nào tiền chắc tiền. Không chưa tiền trước các ông bà có gửi cho thì mua cho con một đôi có mấy chục nghìn thôi mà, mười mấy 20 nghìn chứ mấy. Đúng rồi. Thế toàn gì và em sẽ tiết kiệm cái đấy để cho mẹ mua nhưng rượu mà à? Ngày kia chở mẹ vào nhỉ. Ừ. Sao đến chợ mẹ vào rồi? Ừ. Đây. Để chân cho con nữa. Đây này. Ừ. Thế là em nhầm ấy. Hả? Nhầm ý là em rửa mặt á. Rửa mặt à? Được, nhờ cái mi. Ôi giời ơi. Cái chậu nước để đi rửa mặt ạ. À. Mà cái không có nước đâu. Không có nước à? Vâng. À.
chậu nước này, chậu nước rửa mặt của già mang đi đổ cho cá, chắc là trà cá cũng chết mất. Nhẹ. Giò chi giò. Nhỏ. Thích nước lắm nhỉ. Thế nữa này, một cái chậu thì nghĩ như thế này này còn bậc có 3 người rửa luôn. Hả? Có 3 người rửa luôn. Một cái chậu bé ít nước như thế này 3 người rửa luôn. Đấy là không phải là chê trách cái gì đâu cô bác, đây là cái sự thật, bởi vì là cái này chỗ nhà của em già thì đang bị thiếu nước trầm trọng. Ở đâu cũng vậy mà. Đấy nên là của cái chuyện mà là em già không tắm hay là không rửa mặt thì nó một cái điều quá bình thường, kể cả bà con ở đây. Càng ngày càng rửa. Hả? Con nước thì em càng ngày càng rửa. Con nước thì ngày nào cũng rửa. Phải nói như thế mới đúng. Không phải là càng ngày càng rửa là như nào. Con bây giờ có em rồi còn ăn ti mẹ nữa không? Không ăn nữa rồi gì? Cùng bố ngủ thôi. Cùng bố ngủ đây à? Ừ. Cả bố và con nên buồn rồi anh nhỉ? Nè con này. Thôi nha. Không nhiễu nha. Cái này đổ vào ở trong này đó. Đổ vào đấy làm gì? Đổ vào đấy lúc nào để lá tánh nữa đây. À lá cái chỗ chân tét nước á? Chân để tét á? Ờ à, đúng rồi. Em nhà em có một cái téc mà, có anh Trịnh Thanh Hà cũng gửi tiền về để mua, có tiền mua téc nước mà. Thì mua cả téc nước nữa. Thì là mình láng cái chân téc để chỗ nào để téc thì mình mai láng cái chân téc để. Đấy xong là, đấy nhá, bây giờ hôm nay anh bảo này. Thế bây giờ nhất trí là, mẹ hôm nào mua thì thế thuê xe ô tô vào nhá. Vâng. Làm một chuyến cho xong luôn. Một chuyến xong luôn. Ừ, đỡ phải dừa chuyển với nhá. Giường với tủ. Tủ, cái gì? Hả? Anh giày xong quen. Giường, tủ, téc. À, téc này. Ờ. À. Đấy. Được chưa? Hiểu. Hài lòng chưa? Hài lòng. Hài lòng. Sướng. À. Tức là có đồ nội thất lên nhà mới các bác ạ. Đấy, thì này, ngày hôm nay thì anh em chúng cháu vào đây để mà thông báo với chỗ em già cũng như là hỏi qua chỗ em già trước như vậy. Thì hôm đấy là anh em chuyển đồ nhá. Vâng. Ừ, thôi là vợ con lên nhà mới được rồi đấy. Vâng. Cháu vợ lên nhà mới ở được rồi. Vâng. Nha, em bé nhờ. À xong là đấy chỗ dê cái thứ là cũng để ý dê vào nhá, buộc ở bên kia. Đừng có buộc như thế. Bây giờ hoặc là để thả chỗ khác đi, em buộc như thế nó là tránh nhỡ lại bị treo cổ như hôm nay là rất là dở đấy. Đúng rồi. Nhá. Vâng, đây cô bác ngày hôm nay thì em dưỡng vào chỗ em già để trao đổi qua công việc là như vậy. Thì còn hiện tại thì cũng khá là muộn rồi, chắc có lẽ anh em chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.